Tàu cướp biển là biệt danh của đội bóng quốc gia nào? Hả? Đội bóng Nga, Nga không phải rồi. Những chú gấu Nga. Bỉ là quỷ đỏ. Hy Lạp hoặc là Mỹ nè. Con chọn 50-50 đi. 50-50. Chúng tôi xin nhờ máy tính bỏ đi 2 phương án sai. Trời ơi, con nghi lắm mà. 2 phương án sai. Mỹ. Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình là Chris Del Gamer. Và các bạn luôn thắc mắc là nếu như mà mình tham gia chương trình Ai Là Triệu Phú thì mình sẽ đi được tới vòng mấy, đúng không? Và bây giờ thì các bạn hãy cùng chơi với mình để xem coi chúng ta sẽ đi được tới vòng mấy nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu thế nào. Let's go. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào thôi nào. Bây giờ mình sẽ chọn đó là bác Lại Văn Sâm đọc cho mình. Let's go. Bạn sẽ phải vượt qua 15 câu hỏi của chương trình. Và có 3 mốc rất quan trọng là 5, 10 và 15. Nếu như mà mình trả lời được những cái câu đầu tiên là cái câu 1, 2, 3, 4, 5 thì mình sẽ được là 2 triệu. 2 triệu và lúc đó là hoàn tất mọi cái suy nghĩ suy ngẫm trong đầu rồi. 2 triệu đi về được lên TV là ok rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ thử coi chúng ta sẽ được tới mốc bao nhiêu nha. Giờ chơi được nhiêu hay nhiêu ha. Mình ngu mà cho nên là chơi xương xương tầm nhiêu đó thôi. 2 triệu. Tự đặt cho mình là 2 triệu. Người chơi đã sẵn sàng và chúng ta bắt đầu đi tìm ai là triệu phú. Câu hỏi đầu tiên có câu ăn chắc mặc 3 chấm gì? A xịn, B bền, C chắc, D mỏng. Dạ con nghĩ là ăn chắc mặt mỏng. What? Tại vì mặt mỏng là sẽ rất là sexy. Ăn chắc mặt chắc. Mặt chắc kỳ lắm. Ăn chắc mặt xịn. Mặt xịn thì kỳ vậy. Có ai ăn chắc mặt dởm không? Dạ con xin chọn đáp án B là đáp án cuối cùng của con. Ăn chắc mặt bền. B. Rồi có ai trả lời thư cho người 200 gửi ngàn còn rồi. Gọi là gì? Trả lời thư cho người gửi. Nếu mà hồi sức á, là hả, là đòi được mấy đứa mượn tiền. Hồi hộp là kiểu giống như nhắn tin cho Rớt nhưng mà Rớt không trả lời là hồi ký luôn. Su đó. Vậy chỉ có hồi âm thôi. Đáp án B là đáp án cuối cùng của con. Hồi âm à. Và đó là câu trả lời đúng. Xin chúc mừng. Yeah. 400 ngàn rồi các bạn. Đâu ơi, được 400 ngàn rồi các bạn. Tỉnh ơi. Tỉnh nào sau đây không giáp biển? Chết rồi, vô địa lý là hơi lắc rồi nha. Lạng Sơn là ở trên núi nè. Quảng Bình là mình có đi quay 2 ngày 1 đêm rồi. Thì Quảng Bình là có giáp biển nha mọi người. Cà Mau là cũng có giáp biển. Mũi Cà Mau mà. Khánh Hòa, Quy Nhơn rồi đó, gần đó là cũng có giáp biển. Ủa tự nhiên cái mất màn hình hết hồn. Rồi, dạ đáp án cuối cùng con là Lạng Sơn. Và đó là câu trả lời đúng, xin chúc mừng. Yeah. Câu hỏi số 4, đâu không phải là một tính từ? 600, nhặt là động từ. Non là nói mấy đứa mà non đúng không ạ? Đó là hả, trả lời sai. Ôi non quá. Đây, mướt mượt mượt. Mướt là rất là mướt, rất là nhẵn mịn. Nhẵn mịn là cũng là đê luôn. Vậy là nhặt là động từ. Động từ cúi xuống nhặt. Vậy là con đã lượm được 1 triệu. Con chọn đáp án C là nhặt. C. Yeah. Thường là mấy câu 1, 2, 3, 4, 5 là dễ nhất rồi. Mới hỏi đào vườn 3 chấm gì? Bây giờ Mận mới hỏi đào vườn gì đã có ai vào hay chưa? Thường là vườn táo. Tự nhiên cái vườn táo nghe nó khá là táo bón. Vườn chanh thì nó rất là chua. Vườn cam nó cũng vậy. Cam cũng có cam đít, cam đát. Có nghĩa là vườn hồng. Bây giờ Mận mới hỏi đào vườn hồng đã có ai vào hay chưa? Thì nó rất là bần. Cho nên là con chọn chắc D. Chắc đó là câu trả lời đúng rồi. Yeah. Bạn đã vượt qua 5 câu hỏi đầu tiên của chúng tôi rất nhanh và trả lời đúng cả 5 câu. Hiện nay bạn đã có chắc chắn 2 triệu đồng tiền thưởng. Dạ, con xin phép đi dừng cuộc chơi. Và bắt đầu từ câu số 6, bạn có thêm sự trợ giúp thứ tư là tư vấn được 2 triệu rồi mọi người ơi. Câu hỏi số 6. Ủa? Thành phố nào đã từng là cố đô trong lịch sử đất nước Thái Lan? Trời ơi. Chết rồi, cái này sao con biết? Thôi vậy con...
Con hỏi sự trợ giúp đi, con hỏi sự trợ giúp đi. Tổ tư vấn tại chỗ. Tổ tư vấn tại chỗ ạ. Chúng ta sẽ hỏi trong trường quay ai biết câu trả lời đúng ạ. Tôi xin trợ giúp câu hỏi này là đáp án B. Em xin trợ giúp cho người chơi câu hỏi này đáp án là đáp án D ạ. Ủa? Tôi xin được trợ giúp cho bạn, đấy là đáp án C. Là trợ giúp dữ chưa à mấy anh chị? Ngẫu nhiên là sẽ có một người đúng 100%, một người đúng 50%. Ủa? Sai là sai thôi chứ làm sao mà có một người đúng 50% được. Một người đúng 25%. Ủa? Ngẫu nhiên vậy? B, D, C. Trời ơi. Ủa sao không biết? Trời ơi. À, Nông Khai. Khon KN. Gọi điện. Gọi điện thôi cho tôi sẽ kết nối điện thoại ngay bây giờ. Còn 3 giây à, còn 3 giây à. Thành phố nào là đã từng là cố đô trong lịch sử đất nước Thái Lan? Bạn đang phân vân vừa B và A, hỏi bạn bè. Ủa, là hỏi chưa? Hỏi dữ chưa? Vậy theo mình phân tích nha, hỏi khán giả trường quay thì khán giả trường quay nói là B, C và D. Còn gọi bạn bè nói là ha A và B. Vậy thì B là sự lựa chọn nhiều nhất. Vậy là Uthaya. Và đó là câu trả lời đúng. Yeah! Mất hết 2 quyền trợ giúp. Lên được 3 triệu. Thanh Hóa nổi tiếng với đặc sản nào sau đây? Thanh Hóa nổi tiếng với hồng cao lầu là không phải, cao lầu là không phải. Mèn mén là ở miền Bắc rồi. Miền Bắc. Bây giờ mình rượu cần thì ở là Tây Nguyên. À vậy chỉ còn là nem chua thôi. Nem chua Thanh Hóa là yeah. Yeah. Câu hỏi số 8. Từ nào bác sau ơi, đây? Bác ơi cho con thở tí, lẹ quá. Sâu xa. D là sai rồi nè. C cũng là sai. Sa. A sâu xa này là huấn viên của MU rồi. Ole Gunnar Solskjaer rồi. Dạ vậy con chọn B là đáp án cuối cùng con. Sâu xa. Và đó là câu trả lời đúng. Lên bác ơi. Câu hỏi số 9. Tàu cướp biển là biệt danh của đội bóng quốc gia nào? Hả? Đội bóng tàu cướp biển. Cướp biển là dùng Caribe. Nga không phải rồi. Những chú gấu Nga. Bỉ là quỷ đỏ. Hy Lạp hoặc là Mỹ nè. Hy Lạp hả? À, con chọn 50-50 đi. 50-50. Chúng tôi xin nhờ máy tính bỏ đi 2 phương án sai. Trời ơi, con nghi lắm mà. 2 phương án sai. Mỹ. Ủa sao? Bác ơi, sao Hy Lạp à? Sao Hy Lạp lại là tàu cướp biển? Ủa, Mỹ là những chú đại bàng hay sao? Trời ơi, ngay cái câu gọi là chuyên môn nhất. Con phân tích là đúng là C và D là hả? Hai đáp án sai, thế nào 50-50 mà nó lại tạch đúng hai đáp án đã phân tích. Xem đoạn quảng cáo ngắn để chơi lại. Ok. Câu hỏi số 9. Cô gái số 2 chàng trai giàu rẻ là những lời ca trữ tình nằm trong bài hát nào? Là những câu lời ca trữ tình nằm trong bài hát nào? Trời ơi, bài hát nào vậy mọi người? Hỏi ý kiến khán giả. Dạ, hỏi ý kiến khán giả đi. Có các phương án trả lời để khán giả trong trường quay trợ giúp cho bạn. Dạ ơi, giúp em. Ủa sao bằng nhau vậy khán giả? Nữa. Ok nha. Giờ phân tích nha mọi người. Suối 2 là chắc là Hà Tây quê lụa. Hà Nội mùa thu. Chắc chắn đó là câu trả lời. Cảm ơn khán giả. Yeah. Câu hỏi số 10. Làng Phùng Nguyên địa danh được đặt tên cho một nền văn hóa tiền sử nằm ở tỉnh thành nào ngày nay? Làng Phùng Nguyên. Bắc Ninh. Chết rồi. Ủa có nút bổ sung kiến thức nè, bấm bổ sung. Quê bác. Ủa? Kiến thức sẽ được bổ sung sau khi có mũi đáp án. Ủa? Làng Phùng Nguyên là nghe có trời ơi. Việt Trì, Phú Thọ. Hòa Bình. Câu trả lời đúng của chúng tôi là C. Mới đến Phú Thọ luôn.
Làng Phùng Nguyên, ồ có Wikipedia luôn. Ồ hay quá, cái trò này hay quá. Rất tiếc, chúng ta sẽ chia tay nhau tại đây. Trời ơi, chúc mừng vô danh. Chúc mừng vô danh. Được 14 triệu. Dạ con cảm ơn bác. Đúng ra là đâu được 14 triệu đâu mọi người, là sẽ bị về móc số 5 á, lại còn có 2 triệu à. Đó, coi như 2 triệu nha, coi như 2 triệu nha, chơi lời chơi lời. Giáo sư Xoay đi. Quý vị và các bạn đã đến với chương trình Ai là triệu phú. Bây giờ chúng ta sẽ đến với giáo sư Xoay đọc câu hỏi cho Geek Devil Gamer. Dạ xin mời giáo sư. Chúng ta sẽ có 15 câu hỏi. Dạ. Tính ra là được hỏi tới 2 lần ý kiến khán giả á. Mà cái ý kiến thứ tư nó trước quớt quá giáo sư ơi. Cho em một cái lựa chọn nào khác đi. Giống như gọi cho ban cố vấn tại chỗ mà gọi cho hai người cố vấn á. Giống ngoài đời á, giống ngoài đời, cái đó xịn hơn. Thưa quý vị, người chơi của chúng tôi đã sẵn sàng. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm ai là triệu phú. Yeah. Mời câu hỏi đầu tiên. Đâu không phải tên phố cổ ở Hà Nội? Hàng cá là chắc có. Con rươi cũng có. Hàng bún. Hàng rươi hả? Hàng rươi quá. Tại vì con rươi là đâu phải nổi tiếng lắm đâu. Are you sure about that? Không có bán riêng. Đúng. Mấy cái còn lại là những đồ rất là thường gặp. Hàng con rươi mặc dù là ăn ở miền Bắc nhưng mà rất là khó. Hàng rươi. Trời ơi. Mới câu đầu đi luôn. Thằng quỷ này nó ngu quá. Trời ơi. Thật ra tới nói là 36 phố phường nhưng mà hả đợt mình đi ra Hà Nội quay á là mình biết là hả có rất là nhiều phố mà thậm chí là nhiều hơn 36 phố phường luôn. Tới 50 mấy phố lận, cho nên là mình không biết. Không thể nào biết hết được tại mình đâu có sống ở đó đâu. Chúng ta sẽ có 15 câu hỏi. Dạ chơi lại đi, chơi lại đi. Nãy xí bùm bùm. Dạ hỏi cho ở trong miền Nam giùm ạ. Mời câu hỏi đầu tiên. Hỏi ông ngoại em biết Chí Phèo của Nam Cao. Chị Nở đã nấu món gì cho Chí Phèo ăn dài cả? Món cháo sườn. Đồ ngu. Tại vì nếu như mà món cháo sườn thì món cháo sườn rất là mắc. Cho nên là quyết định là không đặt ship. Cháo gà thì giống như là ha, nấu làm đám ma quá sẽ bị xung. Cho nên là không ấy. Cháo cá thì ăn nó giải cảm. Cháo hành ăn cũng giải cảm nhưng mà chắc là mua cháo hành để cho rẻ. Cho nên là em quyết định là chọn cháo hành. Phương án C. Yeah, được 200.000. Yeah. Đâu là một nhân vật trong truyện Kiều? Đâu là một nhân vật trong truyện Kiều? Sọ dừa là chuyện sọ dừa rồi. Thạch xanh là chuyện thạch xanh rồi. Lục Vân Tiên là chuyện Lục Vân Tiên. Từ Hải là chuyện Kiều. Yeah. C. Yeah. Hoàn toàn chính xác. 400.000. Chúng ta đến với câu hỏi số 3. Loại gương nào thường đặt ở chỗ khuất tầm nhìn trong giao thông? Gương chiếu hậu là chỉ đặt trên xe thôi. Đó, chứ người ta không có đặt ở chỗ khuất tầm nhìn. Gương phẳng thì để soi cái mặt mình. Đó, đi qua đi lại coi có mình có xấu không? Ăn có bị dính răng hay không? Gương cầu lõm. Lõm thì nó khá là lõm. Nó không có chiếu được hình đầy đủ. Gương cầu lồi là hay đặt ở những góc như ở trên rồi, đi đường trên Đà Lạt thì gương cầu lồi. Câu hỏi số 4. Hợp lý à. Mặt nạ giấy bồi là món đồ chơi truyền thống vào dịp nào? Hả? Không biết luôn á mọi người ơi. Tết Trung Thu. Tết Trung Thu là không phải rồi nè. Nguyên đáng không thấy đâu. Mặt nạ giấy bồi hả? Nguyên tiêu hay đo ngọ? 50-50 đi. 50-50 Chúng tôi xin nhờ máy tính bỏ giúp đi hai phương án không chính xác ạ. Vậy là tốt nguyên đáng. Chắc này là vui lắm ơi, lòng em rộn ràng. Ngoài xuân quê hương tươi vui chạy hồ. Tết Trung Thu xài mặt nạ giấy bồi hả? Tết Trung Thu là đêm đốt đèn đi chơi đó mà. Ở trong miền Nam đốt đèn đi chơi thôi. Em đốt đèn đi khắp vùng để mong trăng mắng đèn ông sao. Đâu có cái mặt nạ giấy bồi. Thôi cho em chơi lại đi. Quá nhiều kiến thức mình không biết luôn á. Wow, cái này mà chơi thiệt là chắc quê lắm á. Cái này mới là chơi demo, chơi thử thôi đó. Dân gian có câu vắng ba chấm thì chợ vẫn đông. Trong số ba chấm là ai? Vắng chị chợ vẫn đông.
Ủa, bị phân biệt quá, nhưng vắng chị, vắng anh nè, tay anh chị, không có, vắng bà, không có, vắng mẹ, ủa giống chửi quá, vắng mờ đi, vắng mờ chợ vẫn đông. À, yeah. Chúc mừng bạn, hoàn toàn chính xác. Ơi. Loài chim nào sau đây không biết bay? Loài chim nào sau đây không biết bay? Đại bàng là biết bay nè, bồ câu là biết bay nè, quạ mi, à đà điểu là một loại chim mà phải gọi là bự nhất mà không biết bay. Đó. Không có gì nghi ngờ cả, phương án D là phương án chính xác, thì chúc mừng bạn. Yeah! Dạ, cháu muốn dừng cuộc chơi. Và kể từ câu số 6, bạn sẽ có thêm một quyền trợ giúp, đó là hỏi ý kiến hai nhà thông thái. Hỏi ý kiến hai nhà thông thái. Xin mời câu hỏi số 6. Ủa mà sao nãy cô bé với hai nhà thông thái kỳ ra. Năm 2002 của họa sĩ Banksy. À, cái mới. Bức tranh cô bé với tranh bóng bay thực hiện năm 2002 của nghệ sĩ Banksy thuộc thể là gì? Sao biết? Ủa? Dạ, hỏi hai nhà thông thái đi ạ. Chúng tôi xin phép được kết nối cùng cái nhà thông thái ạ. Tôi xin trợ giúp câu hỏi này là đáp án A. Em xin trợ giúp cho người chơi câu hỏi này đáp án là đáp án D ạ. Em xin trợ giúp cho người chơi trả lời câu hỏi đó là phương án B ạ. Xí. Em có ý kiến. Đây là hỏi nhà thông thái chứ đâu phải hỏi mấy cái bạn trong trường quay đâu. Người ta A, D hoặc B. Hỏi ý kiến trường quay. Giờ mới là trường quay nè. Đúng rồi. Ủa dữ vậy. Trời, 70% mà sai là cắt cừ chết. Tranh tường. Và phương án A là phương án chính xác, thì chúc mừng bạn. Dạ, cảm ơn khán giả, cảm ơn khán giả. Xin mời câu hỏi số 7. Đảo Guam là lãnh thổ hải ngoại tại khu vực Tây Thái Bình Dương của quốc gia nào? Anh, Pháp, Mỹ hay là Nga? À, Tây Thái Bình Dương. Tây Thái Bình Dương. Dạ Mỹ, dạ Mỹ. Bạn bổ sung kiến thức đi. Mỹ à. Xin mời vỗ tay ạ, hoàn toàn chính xác. Bổ sung kiến thức luôn. Đất liền Mỹ là 12.000 km và cách New York là 19 giờ bay. Là lãnh thổ hải ngoại xa nhất của Mỹ và là nơi Hoa Kỳ coi như tiền đồn quan trọng. Ở cái đợt mà chiến tranh thế giới rồi đó. Chiến tranh thế giới với Nhật Bản. Xin mời câu hỏi số 8. Ở nước ta, CDC là tên viết tắt tiếng Anh của trung tâm gì? Hả? Trời ơi, chắc là không phải công nghệ thông tin đâu ha. CDC. Mà biển cái là cái này điếm thời gian các bạn ơi. Gọi điện thoại cho người thân. Rồi, chúng ta đã có tín hiệu. Ở nước ta, CDC. Hả? Chưa gọi tôi bị mất kết nối. D hoặc A, hỏi bạn bè. Ủa, không bạn nào giúp, tại tôi không có bạn. CDC ha. D, nhiều khi là disease, trong bệnh tật. Hành chính công thường là nếu mà công, có chữ công trong đó là sẽ là public, là B gì đó. Xe cơ giới là thường là vehicle là V. Thông tin là information, là thường là Y. Thử nha mọi người. À, hoàn toàn chính xác. Disease, D trong từ này chắc mình nghĩ là disease. Xin mời câu hỏi số 9. Chợ nổi Ngã Năm thuộc địa phận tỉnh thành nào của vùng đồng bằng sông Cửu Long? Trời ơi, mấy cái này anh Giang giỏi lắm nè. Mấy cái này là tôi lé luôn đó. Chợ nổi ở Cần Thơ, có một cái chợ nổi. Ngày xưa mình đi Cần Thơ mình có nhớ. Không biết những cái tỉnh khác có không. Tại thường là miền Tây sông nước là lúc nào cũng có nhiều cái chợ hết. Thử nha, Cần Thơ. Phương án đi. Khu chợ nổi Ngã Năm là thuộc địa phận xã Ngã Năm. Mấy câu này bó tay. Mình hết code là câu số 8, số 9.